Buổi tối tất cả các bạn, mình sẽ bắt đầu với thông tin là Bến Tre sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng dịch Covid-19. Thì trước khi bắt đầu thông tin chi tiết, bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha, để video của mình đến tay mọi người sớm hơn. Mình cảm ơn các bạn. Thì đúng 3 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 14 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Ngọc Tam, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến định kỳ về công tác phòng chống dịch Covid-19. Thì cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy ông Lê Đức Thọ, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Ban Thường vụ tỉnh ủy phụ trách địa bàn, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổ công tác Bộ Y tế. Thì phát biểu tại cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy ông Lê Đức Thọ thông tin tỉnh đã chủ động đánh giá tình hình dịch Covid-19 và dự báo diễn biến dịch trong những ngày tới. Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ với hai phương án là giãn cách đến 25 tháng 8 hoặc là 30 tháng 8. Thì theo Bí thư tỉnh ủy, trong ngày mai 15 tháng 8, Chính phủ sẽ có cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành đang thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì trường hợp Chính phủ có quyết định chung cho các tỉnh, thành là thực hiện chỉ thị số 16 thì tỉnh sẽ thực hiện theo ý kiến và chỉ đạo. Thì trường hợp Chính phủ giao cho tỉnh chủ động thì tỉnh sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 16 để thống nhất thời gian giãn cách. Tỉnh ủy sẽ lấy ý kiến Ban Thường vụ của tỉnh ủy để có nghị quyết và phương án phòng chống dịch tiếp theo tại tỉnh. Thì kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Ngọc Tam thống nhất phương án là tách F0 ra cộng đồng bằng cách là thực hiện test nhanh và lấy mẫu theo chiến lược trên ấp và khu phố. Thì theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là phương án này vừa sức với nguồn lực của tỉnh, tuy nhiên lưu ý trong quá trình thực hiện cũng linh động xử lý trường hợp nếu phạm vi F0 có khả năng lây lan rộng hơn thì tiến hành lấy mẫu nhanh ở các cấp xã, cấp phường. Thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý công tác tuyên truyền chu kỳ 3 là thực hiện chỉ thị số 16 thì cần thay đổi trạng thái là kêu gọi sự đồng thuận của người dân. Vai trò người đứng đầu là phải quyết liệt và lôi cuốn nhân dân, phải gương mẫu, phải tiên phong trong mọi nhiệm vụ, phải vận động gia đình tiêu biểu gương mẫu trong công tác phòng chống dịch. Nhiệm vụ quan trọng nhất trong lúc này là phải quyết tâm khôi phục và giữ vững vùng xanh. Khi thực hiện chỉ thị số 16 thì công tác phòng chống dịch phải được ưu tiên hàng đầu, nhưng cũng không để kinh tế bị đình trệ quá lâu. Cần mở rộng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động nhưng phải đảm bảo ba tại chỗ đúng thực chất. Tỉnh quyết tâm thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 trễ nhất là 30 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Ngọc Tam nhấn mạnh. Thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành là phải phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ cùng các ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp ba tại chỗ. Sở Giao thông Vận tải và Sở Công Thương thống nhất phương án là quản lý về vận chuyển hàng hóa, cơ bản là phải giúp cho các tài xế được tiêm phòng, thực hiện tốt các công tác lưu thông hàng hóa, cung ứng hàng hóa thiết yếu, đảm bảo an sinh xã hội. Các huyện, thành phố là tổ chức sơ kết giai đoạn 2, chuẩn bị cho các điều kiện bước vào giai đoạn giãn cách xã hội thứ 3 cho thật là tốt, đảm bảo quy trình về phòng chống dịch để tránh lây nhiễm. Tại cuộc họp, ngành y tế nhận định ổ dịch tại công ty ở khu công nghiệp An Hiệp, Châu Thành là tiếp tục ghi nhận các ca bệnh trong ngày. Điều này cho thấy mầm bệnh nguy cơ lây nhiễm vẫn còn tại các khu phong tỏa cách ly và nguy cơ lây nhiễm rất cao. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin tối ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.